Linh Trang xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy tiếp tục cùng với làm phim.vn tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa về việc sử dụng đèn sửa nhà tắm. Như Linh Trang đã giới thiệu ở trước thì hiện nay có rất nhiều các dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm. Vì vậy các bạn đã biết được là mình nên sử dụng loại sản phẩm đèn sửa nhà tắm nào chưa? Nếu chưa thì hãy nghe tư vấn của Linh Trang ngay sau đây. Như các bạn biết thì có rất nhiều dòng đèn sửa nhà tắm như là hai bóng, ba bóng, đèn sửa nhà tắm âm trần, đèn sửa nhà tắm treo tường hay là còn có cả đèn sửa nhà tắm dạng bóng hồng ngoại nữa. Và khi mà các bạn lựa chọn loại đèn sửa nhà tắm thì hãy dựa trên các tiêu chí, đó chính là không gian và diện tích của phòng tắm nhà mình. Đối với diện tích phòng tắm khoảng từ 3 đến 5 mét vuông thì các bạn có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm dạng hai bóng hoặc là ba bóng. Đối với phòng tắm có diện tích lớn hơn khoảng trên 5 mét vuông thì các bạn có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm 4 bóng hay là sử dụng dạng bóng hồng ngoại 2000W này. Còn đối với các công trình đang thi công và trên đà hoàn thiện có sử dụng trần thạch cao hay là trần nhôm thì các bạn có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm âm trần 4 bóng. Và đèn sửa nhà tắm dạng này thì có rất là nhiều những cái ưu điểm, đó chính là không những là chỉ sưởi ấm mà còn có bóng chiếu sáng hay là có quạt thông gió nữa. Do vậy, hãy phụ thuộc vào không gian cũng như là diện tích phòng tắm nhà mình để lựa chọn được một sản phẩm đèn sửa nhà tắm phù hợp nhất nhé. Còn bây giờ, Linh Trang phải nói lời tạm biệt với các bạn và hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo.